Xin chào quý chị nhà đầu tư. Hôm nay em xin phép được lên một cái video xuất bản về nội dung nhận định VN Index trong thời gian tới. Thì như quý anh chị nhà đầu tư đã biết là trong quá trình từ đầu tháng 6 cho đến giai đoạn dưới tháng 8 vừa rồi thì VN Index có một mức tăng điểm quanh từ 1068 lên quanh vùng 1245, và sau đó thì vào cuối tuần tuần rồi thì VN Index đã có một cú điều chỉnh giảm tương đối mạnh về quanh mức 1158 anh chị nhé. Thì hiện tại thì sau khi hồi về quanh 1158 thì VN Index hôm nay thì đã có 5 phiên gần đây đã có một cú bật tăng về quanh mức 1197 nhé anh chị nhé. Thì hôm nay thì hiện tại thì VN Index sau một cú hồi thì ở khung đồ thị H1, sau khi hình thành một cú phân kỳ trên khung H1 thì VN Index có một cú hồi về quanh mức 1197. Thì hiện tại thì VN Index trên khung đồ thị ngắn hạn trong trong từ giờ đến cuối tuần thì nó đang gặp một cái cản nhé anh chị nhá. Cái cản này tương đối mạnh trong đồ thị Ichimoku. Thì giai đoạn hiện tại thì quý anh chị nhà đầu tư nào đang có hàng thì em khuyến nghị là quý anh chị nên canh chốt bớt khoảng 30 đến 40% nhé chị nhá, để bảo toàn cái lợi nhuận trong cái cú bắt đáy cùng câu lạc bộ Ichimoku Stock trong quanh ngày 22 tháng 8 nha chị nhá. Còn hôm nay thì nó đã đến cái điểm chốt lời rồi, thì quý anh chị nhà đầu tư nào mà đang có hàng thì canh hạ bớt nha chị nhá. Trong chiều nay thì em đánh giá là khả năng cao từ giờ đến cuối tuần thì VN Index sẽ có một cú điều chỉnh nha chị nhá. Chúng ta canh để hạ thị trọng, để cầm tiền mặt để có thể bắt đáy vào cú tiếp theo nha chị nhá. Thứ hai là sắp tới là cũng là cái kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 thì thị trường hiện tại thì nó đang tương đối là rủi ro trong ngắn hạn nha chị nhá. Bởi vậy quý chị nhà đầu tư nào mà đang có hàng thì em khuyến nghị là anh chị nên hạ bớt thị trọng. Thì ở khung đồ thị tuần thì hiện tại thì VN Index cũng đang tiến sát cái vùng quanh 1205 nha chị nhá, về quanh quanh cái khu vực con dao găm 129 là quanh 1205. Thì quý chị nhà đầu tư cũng thấy trên màn hình em đang nhấp chuột chỉ vào đây nhá chị nhá. Thì khả năng con dao găm này là một trong những con dao găm mạnh nhất của đồ thị Ichimoku trong giai đoạn ngắn hạn này. Hai con dao găm ở khung H1 và khung tuần nó sẽ kết hợp với nhau nhá chị nhá. Bởi vậy thì giai đoạn hiện tại thì thị trường hôm nay cũng đang tăng nóng, tăng khoảng 10 điểm, thì thích hợp cho quý anh chị nhà đầu tư nào mà chốt ngắn nhá chị nhá. Chốt trong cái cú bắt đáy về con 1150 vừa qua thì quý anh chị yên tâm, sắp tới thì khả năng cao thì VN Index sẽ hình thành thêm giảm về quanh 1150 nhé chị nhá, để quý anh chị nhà đầu tư bắt đáy với đáy hai, tạo đáy hai và đi lên. Thì hiện tại thì trong từ giờ đến cuối tuần thì em đánh giá là VN Index thì khả năng cao nó sẽ có một cú điều chỉnh nhé chị nhá. Còn diễn biến tiếp theo thì em xin đánh giá sau. Thì chúc quý anh chị nhà đầu tư thành công. Thì nội dung của video này thì khuyến nghị quý anh chị nhà đầu tư nào đang có hàng thì can chốt bớt nhé chị nhá. Vâng, em xin chào tạm biệt, chúc quý anh chị nhà đầu tư một đầu tuần giao dịch thành công ạ.